xuống ăn sáng rồi nè con. Dạ thôi ạ, dì với mẹ ăn đi, con không muốn ăn. Nè, dù không thích cũng phải ăn một chút gì đó cho có sức để mà đi làm chứ. Dạ con không muốn ăn ạ. Nè, mẹ con nói đúng đó, phải ăn một chút mới có sức đi làm. Mà dì thấy lúc này con xanh xao quá, bỏ ăn kiểu này rồi bệnh có ngày nữa nghe chưa. Hay là đem theo không? Dì làm cho con đem theo đi ăn. Dạ được rồi dì, con không muốn ăn ạ. Con Châu nó đã đi rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Châu là do mẹ mang tới đây, cho dù cô đi hay ở, con không quan tâm. Người cần quan tâm là mẹ, chứ không phải là con. Con đang dạy đời mẹ sao? Đừng có nghĩ là con nói ra những câu này, mẹ sẽ chấp nhận cho hai đứa quay lại với nhau. Cho dù con có muốn quay lại với Uyên, chưa chắc cô đã đồng ý. Mẹ đừng có đánh giá người ta thấp quá như vậy. Ý con là sao? Con phải đến trường rồi, mẹ về viện ngon. Chuyện tình yêu đôi lúc không biết ta đang làm gì, chẳng biết ta đang cần gì, chỉ biết cứ yêu và yêu. Chuyện tình yêu đôi lúc là lý do ta tồn tại, chẳng lo chẳng nghĩ về ngày mai, chỉ cần ta có nhau hôm nay. Con đi đứng kiểu gì mà để mình té như vậy? Dạ con không sao đâu mẹ, bác sĩ nói chỉ cần đeo định hình vài ngày là sẽ khỏi thôi. Làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ. Thôi nghỉ ngơi đi, mẹ đi xuống nấu cháo. Không biết là thằng Bình đó tính tình giống ai nữa. Đàn ông con trai mà yếu đuối, suốt ngày cứ buồn lên buồn xuống ủ rũ trong phòng, không nói chuyện với ai tiếng nào. Hồi trước giờ thằng Bình buồn á là chỉ vì chuyện của Quyên thôi. Chị nói thật đó, tình trạng này sẽ kéo dài hoài. Quả may là bây giờ có con Quyên bên cạnh, khuyên can nó thì có thể là nó nghe. Hay là em thử kêu Quyên. Thôi đi, muốn thì chị cứ gọi, em không có gọi đâu. Dù sao cũng là gia dế mẹ chồng, làm vậy coi sao được. Thì em gọi không được, nhưng mà chị gọi được, chị kêu Quyên tới nha. Tùy chị. Alo, con nghe nè mẹ. Thằng Bình nó bị tai nạn xe đó con. Vậy hả mẹ, rồi có sao không? Không sao hết, nó cũng nhẹ thôi à. Nè, chiều rảnh á, qua thăm em nghe chưa? Con biết rồi. Để chiều con kêu anh đi chở con qua thăm nó. Với lại con lựa lời, rồi rủ con Nguyên qua thăm thằng Bình luôn nha. Ủa sao rủ Nguyên đi chung làm gì mẹ? Bây giờ mình với Nguyên nó có cuộc sống riêng rồi, mình đừng để hai tụi nó dính líu này nọ phức tạp lắm mẹ. Con không hiểu gì hết á. Tình nghĩa vợ chồng á, không tình thì cũng còn nghĩa. Với lại lúc này á, thằng Bình đang cần có con Quyên. Cứ nghe lời mẹ, chiều lựa lời rủ ra con Quyên qua nha. Thôi, nếu mẹ muốn thì mẹ tự gọi cho con Quyên đi. Con không gọi đâu, con thấy chuyện nó kỳ lắm. Con này thiệt á. Trời ơi, ngộ thiệt luôn á. Không biết những người lớn đang nghĩ gì nữa. Cái nào nó kết thúc thì cứ để cho nó kết thúc luôn đi. Cứ rê ra hỏi sao mà không khổ. Em nói cái gì?
Em đâu có nói gì đâu. Em chuẩn bị đi, 30 phút nữa mình họp nha. Ừ, em biết rồi. Mày mới thăm Bình ra hả? Tao hỏi mày mới đúng á. Mày đi đâu đây? Thì thăm Bình. Thăm Bình? Suy nghĩ kỹ chưa vậy? Hết tình vẫn còn nghĩa. Dù gì á, chuyện thăm ảnh cũng là chuyện tao nên làm. Hết tình vẫn còn nghĩa. Có thiệt là hết tình không? Ôi, suy nghĩ mông lung. Yên tâm đi, tao với anh bây giờ chỉ là bạn bè thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Thôi, với mày chuyện gì tao yên tâm, chứ còn chuyện tình cảm với Bình á, tao nghi ngờ lắm. Nói được thì làm được nha, tao chỉ sợ cái cảm xúc của mày thôi. Mình định đi đâu đây? Thì thăm Bình xong rồi, bây giờ tao có công chuyện phải về tòa soạn. Đi vô trong đó, tình hình gì phải update cho tao biết liền không? Nóng hổi nghe không? Yên tâm đi, không có gì đâu. Rồi thôi đi vô đi. Có gì tao gọi. Ừ, nha. Nãy biết vậy sao đi thăm mình không nói tao, rủ tao đi chung luôn. Đi à. Dạ con chưa ăn đâu. Dì cứ để dưới đi chút xuống ăn sao. Là em Tú Yên nè. Uyên hả? Em vào đi. Uyên. Em nghe nói em bị tai nạn cho nên... Anh không sao? Em nghe gì nói dạo này anh không chịu ăn uống gì hết hả? Anh thấy trong người sao rồi? Anh không sao đâu, chỉ vài hôm là khỏi ngay. Hay là mình trở lại như lúc trước nha em. Anh ăn cháo đi. Mình quay lại như trước kia nha em. Đến thì đến chứ, đâu có nghĩa là em cho hai đứa nó quay trở lại. Con, dạ. Bệnh ăn hết cháo chưa? Dạ, ăn hết rồi dì. Ảnh cũng vừa mới uống thuốc, giờ đang nằm nghỉ ngơi. Con thấy ảnh chắc chỉ cần nghỉ ngơi vài ba hôm rồi sẽ khỏe hẳn thôi. Đã đến đây rồi, thì ăn trưa luôn đi. Đúng rồi đó con, ở lại ăn cơm nha. Dạ, chắc con xin phép mẹ, xin phép dì, con phải về trước, tại vì con còn việc ở văn phòng ạ. Mấy ngày nay thằng Hằng Bình nó không ăn uống gì hết. Con lựa lời mà nói chuyện với nó, để cho nó phấn chấn tinh thần mà ăn uống trở lại, còn có sức đi làm nữa. Bây giờ tụi con chỉ là bạn bè bình thường với nhau thôi. Chắc là con cũng không có khuyên ảnh gì được. Có gì mẹ cứ nói chuyện trực tiếp với ảnh đi. Trước giờ ảnh vẫn nghe lời mẹ nhất mà. Thôi ạ, con xin phép mẹ, xin phép dì con đi. Cha mẹ con dạy con sống bạc tình bạc nghĩa vậy sao Quyên? Thôi, con xin mẹ, xin mẹ đừng coi thường ba mẹ con như vậy. Ba mẹ con trước giờ vẫn luôn dạy con sống hết tình thì còn nghĩa. Chính vì nghĩ đến tình cảm trước đây cho nên hôm nay con mới đến đây thăm anh Bình. Dù gì thì tụi con cũng đã ly hôn rồi, nên con nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Thưa mẹ, thưa dì con đi.
chị cũng nhanh quá ha. Vừa hay tin tôi ra khỏi cái nhà này là ùa về liền. Cô nói gì vậy? Anh Bình bị thương, tôi chỉ đến đây thăm ảnh theo phép lịch sự thôi. Lịch sự hả? Đừng nghĩ là tôi không biết là chị đang suy nghĩ cái gì. Chắc chị đang hả hê vì cuối cùng tôi cũng ra khỏi cái nhà này. Nhưng xin lỗi với chị, con Châu này đâu có đơn giản như vậy. Chị cứ chờ đi, rồi tôi cũng sẽ là chủ của nhà này. Vị trí dâu con là của tôi. Nói thật với cô, tôi không quan tâm. Ai là chủ cũng được, cô giữ vị trí cái gì trong nhà này cũng được. Nhưng mà tôi cho cô biết, trong tim anh Bình thì cô không có bất kỳ một vị trí gì trong đó đâu. Thầy Nguyên nó cư xử như vậy, sao tự nhiên em cảm thấy chạnh lòng quá. Hôm bữa đó em thấy nó đi với một cậu con trai, chắc có lẽ là vì người đó cho nên mới thay lòng đổi dạ. Ủa em, bộ người khác giới đi chung với nhau là bồ bịch hả? Nhiều khi họ là đồng nghiệp thì sao? Nè, chị thấy con Nguyên á cũng là người nặng tình. Thôi thì nếu mình thấy Nguyên với Bình nó còn có cơ hội á, thì em để cho tụi nó tự do trở lại với nhau đi. Không đời nào đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ chấp nhận cho hai đứa nó quay trở lại với nhau. Thằng Bình của em có thua kém gì ai chứ? Không lẽ nào em không tìm được cho nó một người môn đăng hộ đối? Có rồi đó, con Châu đó, môn đăng hộ đối đó. Con Châu là khác. Bởi vì ban đầu em quá chiều chuộng nó cho nên mới thành ra như vậy. Hơn nữa bên ngoài kia có thiếu gì người phù hợp với thằng Bình? Phù hợp với nhau, nếu mà có tình cảm với nhau thì tốt. Nhưng mà nhiều khi về sống chung với nhau mới phát hiện nhiều điều không tưởng. Chị à, chị nói vậy không hiểu gì hết. Hiện tại bây giờ thì cuộc sống của con tốt hơn rồi, nên cô không cần phải trợ cấp cho con nữa. Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ gia đình con ạ. Mẹ con nói cho con nghe hết mọi chuyện rồi à? Dạ. Xin lỗi, là do thời trẻ vì nông nổi quá cho nên đã làm sai. Bây giờ thì vị đang tìm một cơ hội để nói cho mình anh nghe hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà hiện tại thì mình anh chưa có biết gì hết, cho nên cô xin con đừng có nói gì cho mình anh nghe, rồi từ từ cô sẽ tìm cách cô nói cho mình anh nghe nha. Dạ con hiểu mà, chính vì vậy con mới muốn nói chuyện riêng với cô. Cô cho con xin số điện thoại nhé. Đây. Chị Dân, chị sao vậy? Đang nói chuyện mà sao chị im re vậy? Không có sao hết chị. Dạ. Đã đi rồi, quay trở lại đây làm gì nữa? Dạ hôm qua con dọn đồ nhưng mà còn sót vài món, cho nên con tính hôm nay qua dọn ạ. Vậy thì lên đó ráng tìm kỹ đi, ráng làm sao đừng quay lại đây nữa. Dạ. Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng nhìn thấy.